bạn đã có một cảm nhận rất khá với bài hát này, đặc biệt là với phần xử lý sắc thái trong tác phẩm. Tôi mong rằng ở những cái phần thi tiếp theo, bạn hãy đắm say hơn nữa. Nếu ai đã từng được nghe chuyện tình yêu trên khắp thế gian, chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu tổ thì đôi đường xưa đang hạnh phúc sống trong tổ em. Những bóng ngày kia tiếng sét ngang trời, tiếng sét kia hát đê, hát đi lòng thủy chung.
Thưa quý vị, Người đàn bà hóa đá, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập, với phần dự thi của thí sinh Điểu Bích Thủy, mã số 03 đến từ Đồng Nai. Và Thanh Ngọc nghĩ rằng với ca khúc rock này thì chắc có lẽ là chị Lưu Thiên Hương muốn nhận xét đúng không? Nhưng mà Thanh Ngọc đã thấy chị Thanh Thủy cầm micro rồi. À, chị Thanh Thủy, xin mời chị ạ. Chị nghĩ rằng không chỉ em đốt cháy ban giám khảo mà em còn đốt cháy cả khán phòng này nữa. Với bài hát, em đã tìm được chính mình trong ca khúc này và chị nhận thấy năng lượng dồi dào của em. Điều này nó là một ưu điểm, nhưng đồng thời nó cũng là một cái điều mà chị sẽ nhận xét ở phần sau nữa. Em đã tìm được màu riêng của mình từ cái đêm thi trước cho đến đêm thi hôm nay. Thì cái phong cách đó nó đã dần định hình và chị đã thấy rõ sự mãnh liệt, khát khao và nồng cháy trong tiếng hát của em, đặc biệt là những cái nốt cao, những cái đoạn cao trào. Tuy nhiên, vì năng lượng dồi dào như chị đã nói lúc nãy, cho nên là cả bài hát nó đều như thế và nó chưa tạo được một cái điểm nhấn. Ngay từ đầu em đã bung ra gần hết rồi. Và cho nên cái phần cuối, có thể mỗi người sẽ có một cách thể hiện riêng của mình, nhưng mà chị vẫn rất là mong muốn cái kết của em nó phải rực lửa hơn nữa, để đúng là em. Và một điểm nữa, em đã cố tình tập luyện vũ đạo và những cái động tác biểu diễn, thì cần thể hiện cái sự tự nhiên trong những cái động tác biểu diễn của mình hơn. Có thể có hai trường phái về biểu diễn, một bên là chúng ta tập luyện rất chuyên nghiệp, một bên là diễn theo đúng những cái gì trong tâm trạng, trong người mình thể hiện ra. Thì hãy cố gắng tự nhiên hơn nữa, như thế thì sẽ đến gần hơn nữa với khán giả. Dù sao thì cũng rất cảm ơn em. Dạ, cảm ơn chị. Hôm nay em hát đúng như một cô gái hát rock, hát rất ra chất. Có một điều chị muốn chia sẻ với các bạn là khi mà đây là những ca khúc này mà giá như em chọn được những ca khúc mà nó mới hơn, mang cái tâm hồn em bây giờ, em có hay nghe rock không? Thì chị hy vọng là em sẽ cập nhật được rất nhiều cái thể loại rock mới. Chị biết là em thông minh, em đã hiểu ý chị. Chị nhìn thấy cái nụ cười của em. Cái nữa là chị thấy cái động tác của em là em học theo thầy, chắc chắn là có thầy chỉ cho em. Nhưng mà chị cần nó là từ trong con người em. Đúng vậy, từ cái động tác đánh guitar, chị có thể làm giúp em cái động tác đấy được không? Chàng có tay thưa quý vị. Yeah. Wow. Quá rock luôn. Cho chị Lưu Thiên Hương chấm tay để là lớn. Cái đó thì chị đòi hỏi, tức là nó dứt khoát hơn và nó rock hơn. Tức là cái đó từ trong con người mình, không ai dạy được mình cái đó. Cái đó chính xác. Chị đòi hỏi hơn nữa, đó là cái cập nhật hơn về các cái thể loại nhạc rock mới. Bởi vì các em đang sống trong cái thời đại 8X, 9X, thì cái nhạc rock cũng phải mang hơi thở cái cuộc sống của các em. Đấy là cái mà chị mong muốn, bởi vì sau cuộc thi tiếng hát truyền hình, các em sẽ còn phải ra đời, còn phải tiếp cận rất là nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Hy vọng là các khán giả trẻ và 8X, 9X sẽ hóa đá vì giọng hát của em. Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương rất nhiều. Hạ Trâm thấy rằng bạn Điểu Bích Thủy rất là may mắn, bởi vì ngoài những nhận xét rất là chính xác của ban giám khảo thì còn được chị Lưu Thiên Hương thị phạm những cái động tác rất là rock nữa. Và không biết là số điểm mà ban giám khảo dành cho Điểu Bích Thủy là như thế nào.